Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin truyền hình trên báo điện tử Kinh tế và Đô thị. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục. Facebook mở tính năng xóa bài hàng loạt. Bốn lý do Mỹ gửi công hàm chống yêu sách Biển Đông của Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 6, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã công bố bản tin cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam, nhận định nền kinh tế nước ta đang dần khởi sắc trở lại. Theo đó, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng. Chỉ số sản xuất công nghiệp IPP tháng 5 đã tăng 11% so với tháng 4, dù vẫn thấp hơn 3% so với tháng 5 năm 2019. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 cũng tăng 5% so với tháng 4. Theo Ngân hàng Thế giới, doanh số bán lẻ và hoạt động chế tạo, chế biến trong nước đã có dấu hiệu phục hồi trong tháng 5, tăng khoảng 10% so với tháng 4. Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng tăng trưởng tín dụng hiện ở mức khoảng 10%, tức là đã cao hơn khoảng 3 lần so với tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội trong 4 tháng đầu năm 2020, theo chủ trương nới lỏng chính sách tiền tệ từng bước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bộ Công Thương thông báo không có chủ trương mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabico. Gần đây, xuất hiện thông tin Bộ Công Thương có thể sẽ mua lại số cổ phần của Sabico với mức giá khoảng 130.000 đồng trên một cổ phiếu. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định thông tin nêu trên là hoàn toàn không có cơ sở bởi Bộ Công Thương không có chủ trương mua lại cổ phần của Sabico. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chỉ tiêu phát triển tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, thu nợ bảo hiểm xã hội trong 6 tháng đầu năm 2020 đều bị ảnh hưởng nặng nề. Ước hết tháng 6 năm 2020, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thủ đô là 1.730.801 người, giảm 32.232 người so với tháng 12 năm 2019, đạt 90% số người thuộc diện tham gia bảo hiểm bắt buộc. Đặc biệt, đến tháng 5 năm 2020, toàn thành phố có 57.610 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.970 tỷ đồng, tương đương 4%. Tăng 990 tỷ đồng so với năm 2019. Ngày 3 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã phê duyệt triển khai hai dự án đầu tư công khẩn cấp, cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn, cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Tổng mức đầu tư của hai dự án là 4.046 tỷ đồng, trong đó cảng hàng không quốc tế Nội Bài là 2.031 tỷ đồng, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là 2.015 tỷ đồng. Thời gian thực hiện xây lắp từ năm 2020 đến năm 2021, hoàn thành công tác thanh quyết toán năm 2022. Tính năng mới của Facebook sẽ giúp người dùng loại bỏ những phiền toái hay những kỷ niệm không vui trong quá khứ. Tính năng mới gọi là Manage Activity cho phép người dùng xóa các bài đăng cũ của họ. Manager Activity cho phép xóa hàng loạt bài cùng một lúc, thay vì chỉ có thể xóa từng bài. Ngoài ra, tính năng này còn cho phép người dùng lọc các bài đăng với những người cụ thể hoặc trong một khoảng thời gian nhất định để xóa. Facebook sẽ áp dụng Manager Activity trên các thiết bị di động trước tiên, sau đó mới đến phiên bản trên PC. Năm ngoái, Facebook đã ra công cụ Clear History cho phép người dùng ngắt kết nối dữ liệu duyệt web khỏi tài khoản Facebook của họ. Mặc dù có tên gọi là xóa lịch sử duyệt web, nhưng nó không hề xóa dữ liệu mà chỉ xóa liên kết giữa nó và tài khoản Facebook của người dùng. Thị trường ô tô cũ tiếp tục đón nhận tin xe mới lắp ráp trong nước sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% phí trước bạ và giảm thuế linh kiện. Theo đánh giá chung của giới buôn ô tô cũ, động thái này sẽ càng khiến việc kinh doanh của họ đứng trước nguy cơ lỗ vốn, bởi đơn giản, xe giá mới giảm thì xe đời cũ cũng rớt giá theo. Một số chủ cửa hàng kinh doanh xe cũ cho biết, các dòng xe cũ chủ yếu tầm giá từ 400 đến 800 triệu đồng. Tuy nhiên, để thu hút được khách mua, đợt này cứ xe mới hạ 100 triệu đồng thì xe cũ cũng giảm giá theo từ 40 đến 50 triệu đồng. Những mẫu xe dân dụng phổ biến nhất như Kia Morning, Hyundai i10 hay các mẫu xe của Toyota giảm giá trung bình từ 20 đến 60 triệu đồng so với thời điểm cuối năm ngoái. Dự thảo luật cư trú sửa đổi, bãi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để quản lý dân cư bằng số định danh cá nhân. Theo đó sẽ có 18 thông tin cá nhân sẽ được quản lý ở cơ sở dữ liệu quốc gia. Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố 22 dự án nhà ở thương mại đảm bảo về an ninh quốc phòng cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu trên địa bàn thành phố. Các dự án nhà ở, dự án chung cư thương mại thuộc các quận Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông, thị xã Sơn Tây, huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Nam Thăng Long. Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã công bố danh sách 10 dự án nhà ở cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài được sở hữu.
Theo đó, quận Hà Đông đứng đầu danh sách với 5 dự án, quận Nam Từ Liêm có 3 dự án, còn lại Thanh Xuân và Cầu Giấy mỗi quận có 1 dự án. Thanh tra Sở Giao thông Hà Nội sẽ bố trí lực lượng phân công chống ùn tắc giao thông tại 62 vị trí chốt trực, trong đó có 55 chốt trực tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và 7 chốt tại các khu vực bến xe khách liên tỉnh. Cơ quan điều tra Công an huyện Ba Vì đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan, trong đó có 2 đối tượng bị điều tra về tội mua dâm đối với người dưới 18 tuổi, 2 người còn lại bị điều tra về tội môi giới mại dâm. Trường hợp đầu tiên là một em học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Ba Vì. Em đã được một đàn chị học lớp 11 của trường trung học phổ thông trên địa bàn giới thiệu vào đường dây này. Phần tin quốc tế. Thông thường, Mỹ chỉ ra các tuyên bố đơn phương phản đối Trung Quốc. Nhưng lần này, Mỹ đã gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để chính thức bác bỏ yêu sách về Biển Đông. 4 lý do chính để Mỹ có phản ứng gồm. Thứ nhất, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đã leo thang, không ngừng xâm phạm vào vùng biển và gia tăng các hành động bắt nạt, cưỡng ép các nước xung quanh Biển Đông. Thứ hai là có nguy cơ Trung Quốc sẽ dùng các yêu sách biển sai trái của họ để tuyên bố về vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Thứ ba là Mỹ muốn nhân cơ hội này để củng cố lòng tin với các đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Thứ tư là quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi, tới mức Mỹ có thể có những phản ứng mạnh mẽ về mặt ngoại giao mà không sợ những thiệt hại do Trung Quốc gây ra. Sau khi một nạn nhân da màu tử vong, cả 4 viên cảnh sát đều đã bị sa thải. Chỉ có viên cảnh sát đã ghi đầu gối lên cổ nạn nhân bị bắt giữ và bị buộc tội giết người cấp độ 3 và ngộ sát cấp độ 2. Nếu bị kết án, viên cảnh sát này sẽ phải đối mặt tối đa với 40 năm tù. Cựu Tổng thống Obama cho biết làn sóng phản đối gây chấn động nước Mỹ sau cái chết của người da màu là điều ông chưa từng thấy trong đời. Trước đó, một số cựu tổng thống cũng đã lên tiếng ủng hộ đối với những người biểu tình, đồng thời chỉ trích những người hành hung người Mỹ gốc Phi, kêu gọi biểu tình ôn hòa và thay đổi hệ thống, đồng thời đặt ra những câu hỏi sâu sắc cho quốc gia dù không nêu trực tiếp tên ông Donald Trump. Bỉ quyết định mở lại biên giới với các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, EU và khối tự do đi lại Schengen từ ngày 15 tháng 6. Điều kiện để nối lại hoạt động du lịch với các nước bên ngoài châu Âu sẽ phụ thuộc vào quyết định của các cuộc thảo luận ở cấp độ EU. Theo đó, từ ngày 8 tháng 6, lĩnh vực du lịch, nhà hàng, bar, quán cà phê và khách sạn có thể mở cửa trở lại một phần trên cơ sở đảm bảo một số điều kiện. Việc tổ chức tiệc sự kiện hay sòng bạc chỉ có thể được mở lại vào ngày 1 tháng 7. Các sàn nhảy vẫn đóng cửa ít nhất là cho đến cuối tháng 8. Hoạt động tín ngưỡng có thể được nối lại từ ngày 8 tháng 6 với giới hạn tối đa 100 người tham dự và sau đó là 200 kể từ ngày 1 tháng 7, trong khi lệnh cấm tiếp xúc trực tiếp vẫn giữ hiệu lực. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin truyền hình của báo Kinh tế và Đô thị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.